30 tập chương trình, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh được Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi tìm ra 5 ngày vàng hốt bạc trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Đinh Dậu sinh 1957, ôm hết lộc trời, gặp thời phất mạnh, giàu nhanh như vũ bão. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh 1957 thân mến, trong chúng ta ai cũng hiểu rằng nhân quả luân hồi. Nếu chúng ta tạo phúc trong đời này mà không hưởng thụ thì chúng ta sẽ được nhận trong đời sau. Nếu chúng ta tạo nghiệp trong đời này thì chúng ta sẽ nhận được quả báo trong đời sau. Cổ nhân vẫn nói, sinh có hạn, tử bất kỳ. Trong gói hồng trần cuồn cuộn này, chúng ta đều chỉ sống một khoảng thời gian trên đời. Nếu đó là những ngày tháng nhàn tản, an yên, thuận buồm xuôi gió, tiền tiêu thoải mái thì quả là viên mãn đúng không quý khán giả? Vậy nhưng, phần lớn cuộc đời chúng ta đều là những năm tháng tràn đầy vất vả, gian truân, nhiều người chìm ngập trong nợ nần túng quẫn đến quá nửa cuộc đời. Đã vậy còn bệnh tật thật triền miên, giận đen kéo đến liên tiếp khiến bao tiền bạc tích góp được cũng bị trôi đi sạch, bi thương hơn khi nhiều nhà vợ chồng tối ngày đánh chửi, cãi giả, con cái thì phá gia chi tử, nhìn thiên hạ người ta vẫn ăn nên làm ra, sống kiếp đại gia sung sướng mà thấy cay đắng, xót xa cho giận mình. Vậy nhưng, nhờ đức năng thắng số mà đến nay họ lại được ơn trên soi tỏ tấm lòng, ban cho cơ hội đổi đời chỉ trong chớp mắt. Trong video luận giải tử vi tháng 10 âm lịch 2024 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Đinh Dậu sinh 1957 có gặp phải những khó khăn nào, vận hạn nào hay không. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng, đổi đời giàu có, cuộc đời sang trang quý khán giả nhé. Tổng quan vận trình tử vi tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Tháng 10 âm lịch đến, mang theo nhiều biến chuyển đáng chú ý cho cô bác tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Ở độ tuổi này, dù đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng tháng 10 âm lịch sẽ mở ra những cơ hội lẫn thách thức đáng suy ngẫm. Dưới đây là những phương diện chính về công danh sự nghiệp, tài lộc, gia đạo và sức khỏe dành cho cô bác trong thời điểm này. Về mặt công danh sự nghiệp, đối với những cô bác đã nghỉ hưu trong thời điểm này, thời gian rảnh rỗi có thể giúp cô bác dành nhiều sự tập trung cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý không để tâm trạng quá bận tâm về những điều đã trải qua, tránh lo âu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu có điều kiện, cô bác có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, công tác từ thiện để cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn và tinh thần phấn chấn hơn. Đối với những cô bác còn tiếp tục làm việc thì thời điểm này công việc có thể gặp một vài khó khăn, nhưng cũng đồng thời xuất hiện những cơ hội đáng kể. Cô bác vẫn cần kiên nhẫn lắng nghe và xử lý mọi việc một cách chậm rãi, tránh quyết định vội vàng. Đồng nghiệp và cấp trên cũng sẽ hỗ trợ rất tốt cho cô bác trong công việc. Nếu có khó khăn, hãy mạnh dạn chia sẻ, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, tránh lo lắng quá mức những vấn đề cũ, thay vào đó nên tập trung vào những nhiệm vụ hiện tại. Về mặt tài lộc, trong tháng 10 âm lịch này, tài lộc của cô bác tuổi Đinh Dậu được dự báo có nhiều khởi sắc. Đối với những cô bác đang đầu tư kinh doanh
thì đây sẽ là khoảng thời gian thuận lợi để sinh lời. Các cơ hội đầu tư, làm ăn dường như đến liên tục. Nếu biết tận dụng đúng lúc, tài lộc sẽ không ngừng gia tăng. Tuy nhiên vẫn cần cảnh giác, không nên quá mạo hiểm, tránh đầu tư vào những dự án không rõ ràng. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài lộc chủ yếu đến từ nguồn thu nhập ổn định và sự giúp đỡ từ con cháu. Trong thời điểm này, cô bác có thể nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ gia đình, con cái. Tuy nhiên, không nên tiêu xài quá mức, nên tích lũy một phần để phòng tránh những sự việc bất ngờ. Về mặt tình cảm, gia đạo. Gia đạo trong thời điểm này hứa hẹn nhiều niềm vui và sự bình yên cho cô bác. Con cháu trưởng thành và thành đạt, mang đến niềm tự hào và hạnh phúc cho gia đình. Tuy nhiên, cũng sẽ không tránh khỏi một vài bất đồng nhỏ trong gia đình, đặc biệt liên quan đến các vấn đề chăm sóc sức khỏe hoặc cách dạy dỗ cháu chắt. Cô bác nên giữ sự bao dung và lắng nghe để tránh mâu thuẫn không đáng có. Ngoài ra, đây cũng là tháng mà tình cảm gia đình cần được vun vén. Hơn nữa, cô bác nên dành thời gian bên gia đình và con cháu để cùng chia sẻ những kỷ niệm cũ và hướng dẫn thế hệ sau những bài học quý giá từ cuộc sống. Các hoạt động gia đình như đi du lịch ngắn ngày, họp mặt cũng là cách để thắt chặt tình cảm. Điều này sẽ mang lại không khí vui vẻ và ấm áp trong gia đình. Về mặt sức khỏe, sức khỏe của cô bác tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 10 âm lịch này cần được chú trọng. Thời tiết thay đổi có thể ảnh hưởng đến xương khớp và huyết áp, đặc biệt là đối với những cô bác có tiền sử bệnh mãn tính, cần giữ chế độ ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi đúng giờ và tránh căng thẳng. Thời điểm này, cô bác cũng nên tập trung vào việc rèn luyện thể chất nhẹ nhàng như đi bộ, tập dưỡng sinh hoặc yoga để duy trì sức khỏe ổn định. Đồng thời, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện kịp thời các vấn đề nếu có. Cô bác càng chú trọng việc chăm sóc bản thân thì càng giúp cô bác cảm thấy tinh thần minh mẫn và lạc quan hơn. Trong tháng 10 âm lịch của cô bác tuổi Đinh Dậu sinh 1957 mang đến nhiều niềm vui và cơ hội. Dù có thể gặp một vài khó khăn nhỏ nhưng sự kiên nhẫn và bình tĩnh sẽ giúp cô bác vượt qua. Đây cũng là thời điểm để tận hưởng những thành quả mà bản thân cô bác đã gặt hái, đồng thời vun đắp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Quý cô bác tuổi Đinh Dậu sinh 1957 thân mến, để giúp cô bác nắm rõ hơn về những ngày cần chú ý trong tháng 10 âm lịch 2024 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những ngày nào là cát lợi, mang lại may mắn và ngày nào cần tránh để mọi việc được thuận buồm xuôi gió hơn nhé. Dưới đây là các ngày tốt trong tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Đinh Dậu sinh 1957, để cô bác có thể tận dụng tiến hành những công việc quan trọng, mang lại may mắn và thành công. Ngày mùng 6, ngày 12, ngày 15 và ngày 20 tháng 10 âm lịch, chi tiết cụ thể như sau. Ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch, tức ngày 6 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Ngày này tốt cho công việc khởi dựng sự nghiệp. Ngày mùng 6 là một trong những ngày cát lợi đầu tháng, rất thích hợp cho những cô bác còn đang làm việc hoặc có dự định quan trọng liên quan đến kinh doanh và đầu tư. Với những người tuổi Đinh Dậu vẫn còn tham gia vào các dự án hay công việc, đây là thời điểm mà tinh thần sáng suốt, khả năng phân tích nhạy bén giúp cô bác đưa ra những quyết định sáng suốt. Nếu có kế hoạch ký kết hợp đồng hay hợp tác với đối tác mới, hãy lựa chọn ngày này để tiến hành, vì vận khí tốt sẽ mang lại nhiều thuận lợi và thành công. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu thì ngày mùng 6 cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực, khuyến khích cô bác tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng hoặc công tác từ thiện. Đây không chỉ là cách giúp bản thân cảm thấy có ích, mà còn tạo dựng được những mối quan hệ mới, củng cố tinh thần lạc quan và vui vẻ. Tài lộc ngày này được dự báo sẽ có những tiến triển tích cực. Đối với những người đang đầu tư kinh doanh, việc thu về lợi nhuận là rất khả quan. Cô bác có thể cân nhắc mở rộng kinh doanh và đầu tư thêm hoặc thử sức trong các lĩnh vực mới. Tuy nhiên, dù ngày này là ngày cát lợi, nhưng cô bác vẫn nên cẩn trọng, tránh quá tham vọng mà đầu tư vào những lĩnh vực không nắm chắc. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính đến từ các khoản hỗ trợ của gia đình và con cháu cũng ổn định, tuy không có biến động lớn, nhưng ngày này có thể nhận được những tin vui bất ngờ về tiền bạc từ các khoản tích lũy hoặc con cháu biếu tặng. Gia đạo trong ngày mùng 6 âm lịch. Ngày mùng 6 là thời điểm tốt để cô bác dành thời gian bên gia đình, hâm nóng tình cảm với con cháu. Những buổi sum họp gia đình vào ngày này sẽ diễn ra trong không khí đầm ấm và hạnh phúc.
Cô bác nên tổ chức các hoạt động gia đình như bữa cơm chung hay chia sẻ những câu chuyện cũ để kết nối tình cảm thêm bền chặt. Nếu có những khúc mắc trước đó trong gia đình, đây cũng là thời điểm lý tưởng để hóa giải, giúp không khí trở nên hòa thuận, êm ấm hơn. Sức khỏe. Sức khỏe trong ngày này được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, cô bác vẫn cần chú ý chăm sóc bản thân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến xương khớp do thời tiết chuyển mùa. Một chút vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh sẽ rất tốt cho sức khỏe. Đừng quên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tránh căng thẳng. Tiếp theo là ngày 12 tháng 10 âm lịch, tức ngày 12 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Dần, Thìn, Dậu, Hợi. Ngày 12 rất dưỡng tài lộc, may mắn trong gia đình và sự nghiệp, với những ai vẫn còn tham gia công việc. Ngày 12 âm lịch là một ngày lý tưởng để thúc đẩy các dự án dang dở. Công việc diễn ra suôn sẻ, các trở ngại trước đây sẽ dần được tháo gỡ nhờ sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc những người có uy tín trong lĩnh vực làm việc của cô bác. Đây cũng là thời điểm thích hợp để khởi động các ý tưởng mới hoặc thử nghiệm các hướng đi mới mà trước đó còn do dự. Tài lộc. Trong ngày 12 âm lịch được coi là ngày may mắn về tài lộc, những cô bác đang kinh doanh có thể thấy tài chính tăng trưởng, các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khả quan. Đặc biệt, nếu cô bác có kế hoạch mua sắm hoặc chi tiêu cho những món đồ lớn, đây là thời điểm tốt để thực hiện mà không lo gặp rủi ro tài chính. Đối với những người đang nghỉ hưu, cô bác có thể nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ con cháu hoặc có những khoản thu bất ngờ từ các nguồn tài chính cũ. Đây cũng là thời điểm cô bác nên suy nghĩ đến việc tích lũy tài chính cho các kế hoạch lâu dài hoặc đóng góp vào các quỹ từ thiện. Về gia đạo. Ngày 12 âm lịch là một ngày mang lại sự vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình. Đây là thời điểm thích hợp để gia đình sum họp. Cô bác có thể tổ chức những buổi gặp mặt nhỏ, cùng con cháu chia sẻ những kỷ niệm và câu chuyện gia đình. Ngày này cũng là dịp tốt để hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Về sức khỏe. Ngày 12 âm lịch, sức khỏe của cô bác khá ổn định. Tuy nhiên, nên chú ý đến việc giữ ấm cơ thể vào những ngày lạnh, đặc biệt là về đêm. Cô bác cũng cần duy trì lối sống lành mạnh, tập trung vào chế độ dinh dưỡng, tránh các thực phẩm có hại cho sức khỏe. Thể dục thể thao vừa phải sẽ giúp cô bác cảm thấy thoải mái và thư thái hơn. Ngày 15 tháng 10 âm lịch, tức ngày 15 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất. Ngày này tốt cho công việc và gia đình. Về sự nghiệp. Ngày 15 âm lịch là một ngày thuận lợi cho những ai đang làm việc hoặc có dự định khởi sự công việc mới. Đây là thời điểm mà cô bác có thể bắt đầu những dự án quan trọng hoặc đưa ra những quyết định lớn liên quan đến sự nghiệp. Nếu có vấn đề nào cần giải quyết, hãy sử dụng ngày này để hành động, vì mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi hơn so với những ngày khác. Về tài lộc. Tài lộc trong ngày 15 âm lịch khá ổn định, đặc biệt đối với những người đang kinh doanh hoặc đầu tư. Đây là thời điểm tốt để kiểm soát các nguồn tài chính, đánh giá lại các khoản đầu tư hiện tại và có thể quyết định mở rộng thêm nếu cần thiết. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc chi tiêu và đầu tư lớn. Về gia đạo. Ngày 15 âm lịch là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Cô bác có thể tận dụng ngày này để tạo thêm sự kết nối với con cháu hoặc tổ chức những hoạt động chung để gia đình thêm phần gần gũi. Nếu có những mâu thuẫn nhỏ trước đây trong gia đình, hãy dùng ngày này để hòa giải, giúp mọi việc êm ấm và gia đình hạnh phúc hơn. Về sức khỏe. Sức khỏe trong ngày này cần được chú ý, đặc biệt đối với những ai có tiền sử bệnh về xương khớp hoặc huyết áp. Thời tiết thay đổi có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định. Vì vậy, cô bác cần lưu ý chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngày 20 tháng 10 âm lịch, ngày này dưỡng tài lộc và gia đạo. Về sự nghiệp. Đối với những người vẫn còn tham gia công việc, ngày 20 âm lịch sẽ là thời điểm lý tưởng để giải quyết các công việc quan trọng hoặc tiến hành các dự án lớn. Cô bác sẽ có cơ hội được hỗ trợ bởi những người có uy tín và những nỗ lực trước đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy tận dụng thời gian này để tiến hành các công việc cần sự tập trung và đầu tư lớn. Về tài lộc. Ngày 20 âm lịch là ngày dưỡng tài lộc, sẽ rất phù hợp cho việc kinh doanh đầu tư. Những cô bác đang có kế hoạch đầu tư lớn hoặc mở rộng kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày này. Cơ hội sinh lời là rất cao, các khoản đầu tư mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc đưa ra các quyết định mạo hiểm. Về gia đạo. Ngày 20 là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Những buổi sum họp,
Trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình sẽ mang lại không khí vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có thể, cô bác nên dành thời gian để tổ chức các hoạt động gia đình như ăn uống, du lịch ngắn ngày để tạo thêm sự gắn kết với con cháu. Về sức khỏe, trong ngày này, sức khỏe của cô bác tương đối tốt, nhưng cần lưu ý đến chế độ ăn uống, đặc biệt là giảm thiểu các thực phẩm có hại cho hệ tiêu hóa. Vận động nhẹ nhàng và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cô bác cảm thấy khỏe mạnh và tươi tắn hơn. Dưới đây là ngày xấu trong tháng 10 âm lịch 2024 mà tuổi Đinh Dậu sinh 1957 cần thận trọng. Đó là ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Ngày xấu, cần cẩn trọng về tài lộc và sức khỏe về sự nghiệp. Vào ngày mùng 3 âm lịch, những cô bác tuổi Đinh Dậu còn đang làm việc hoặc tham gia các hoạt động kinh doanh cần đặc biệt thận trọng. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa ra các quyết định quan trọng. Mọi việc có thể gặp trắc trở, khó khăn không lường trước, dẫn đến kết quả không như mong muốn. Nếu cô bác đang quản lý các dự án, thì nên tránh khởi sự hoặc đưa ra các kế hoạch mới trong ngày này, đặc biệt là những cuộc gặp gỡ với đối tác. Thương thảo hợp đồng cũng cần quản lại nếu có thể, vì vận khí của ngày này không ủng hộ cho sự thành công. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, thì ngày mùng 3 âm lịch có thể mang lại cảm giác mệt mỏi, khó chịu, những kế hoạch cá nhân như đi du lịch, tham gia hoạt động xã hội cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những sự cố nhỏ hoặc bất tiện không mong muốn. Về tài lộc, tài lộc trong ngày mùng 3 âm lịch không được thuận lợi, cô bác cần cẩn trọng trong việc chi tiêu và quản lý tài chính. Những ai đang đầu tư kinh doanh nên tránh đưa ra quyết định mở rộng hay đầu tư lớn, bởi trong ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các vấn đề phát sinh ngoài dự tính. Nếu cô bác đang có kế hoạch mua sắm hay đầu tư lớn thì nên hoãn lại sang những ngày tốt hơn để tránh gặp rủi ro không đáng có. Với những người đang nghỉ hưu thì ngày này có thể gặp phải những khoản chi tiêu không mong muốn hoặc bị ảnh hưởng bởi các khoản phí phát sinh từ con cháu. Cô bác nên chú ý giữ vững lập trường, tránh bị chi phối bởi những yếu tố ngoại cảnh khiến tình hình tài chính gặp khó khăn. Về gia đạo, trong ngày mùng 3 âm lịch có thể không mang lại bầu không khí vui vẻ như mong đợi. Các thành viên trong gia đình có thể dễ xảy ra những xung đột và hiểu lầm không đáng có. Đặc biệt, mối quan hệ giữa cô bác với con cháu có thể gặp một số vấn đề nhỏ do sự khác biệt về quan điểm sống, thế hệ. Đây không phải là ngày tốt để bàn luận về những chuyện quan trọng trong gia đình. Những quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tạo ra mâu thuẫn. Cô bác nên giữ bình tĩnh, lắng nghe và giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng để tránh gia tăng căng thẳng. Về sức khỏe, ngày mùng 3 âm lịch sức khỏe của cô bác cần được chú ý, đặc biệt đây là thời điểm dễ gặp các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc các bệnh về xương khớp do thời tiết thay đổi. Cô bác cần chú ý chế độ ăn uống, tránh ăn những thức ăn lạ hoặc khó tiêu. Việc nghỉ ngơi đầy đủ và giữ gìn thân thể ấm áp cũng rất quan trọng để tránh những cơn đau khớp hoặc cảm lạnh. Ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch, tức ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Quý Dậu, hắc đạo trực bế, không nên làm những việc quan trọng. Ngày mùng âm lịch là ngày đại kỵ, rất dễ gặp khó khăn trong mọi việc. Về sự nghiệp, ngày mùng 5 âm lịch là ngày có vận khí rất xấu, do đó những cô bác tuổi Đinh Dậu còn đang làm việc cần tránh tiến hành các công việc lớn, đặc biệt là những công việc liên quan đến tài chính, hợp đồng, dễ có khả năng gặp phải những sai sót hoặc những tình huống không mong đợi, gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu bắt buộc phải làm việc. Cô bác nên hết sức cẩn trọng, rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết để tránh sai lầm. Đây cũng không phải là thời điểm phù hợp để khởi động các dự án mới hoặc hợp tác với đối tác mới. Về tài lộc, ngày mùng 5 âm lịch là ngày xấu về tài lộc. Cô bác cần tránh chi tiêu lớn hoặc thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng. Nếu có kế hoạch đầu tư hay mở rộng kinh doanh, hãy tạm hoãn hoặc cân nhắc kỹ lưỡng, bởi ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các sự cố liên quan đến tiền bạc. Đặc biệt, cần tránh vay mượn hoặc cho vay tiền trong ngày này để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính có thể không ổn định, các khoản thu nhập từ con cháu hoặc trợ cấp có thể gặp chút trục trặc, gây ra tình trạng tạm thời thiếu hụt tài chính. Đây là lúc cô bác cần quản lý tài chính một cách cẩn trọng hơn để tránh các rủi ro không mong muốn. Về gia đạo, ngày mùng 5 âm lịch có thể mang lại không khí căng thẳng trong gia đình. Cô bác có thể gặp phải những xung đột nhỏ với con cháu do sự khác biệt trong quan điểm sống hoặc những bất đồng về việc chăm sóc, nuôi dạy thế hệ sau. Nếu không khéo léo xử lý,
Những mâu thuẫn này có thể leo thang và gây ra những tổn thương tâm lý cho các thành viên trong gia đình. Do đó, cô bác cần giữ bình tĩnh, lắng nghe và thấu hiểu, tránh nóng giận hoặc áp đặt quan điểm cá nhân lên con cháu. Về sức khỏe, ngày này, sức khỏe của cô bác tuổi Đinh Dậu cũng dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch hoặc huyết áp cao, cần tránh làm việc căng thẳng hoặc quá sức. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc bản thân. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và phòng ngừa kịp thời những vấn đề tiềm ẩn. Ngày 11 tháng 10 âm lịch, tức ngày 11 tháng 10 năm 2024 dương lịch, ngày Kỷ Mão, hắc đạo trực định, không may mắn để làm những việc quan trọng. Ngày 11 âm lịch là ngày xấu, hãy cẩn thận trong mọi quyết định. Về sự nghiệp, đối với những cô bác tuổi Đinh Dậu vẫn đang làm việc, thì ngày 11 âm lịch là ngày mà mọi quyết định cần phải thận trọng. Công việc có thể gặp phải những trở ngại không lường trước được hoặc bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh, gây ra sự chậm trễ, sai sót. Cô bác nên tránh ký kết hợp đồng hay đưa ra quyết định quan trọng trong ngày này, vì có thể gặp phải các rủi ro về pháp lý hoặc tài chính. Đây là thời điểm tốt để xem xét lại kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp hơn, thay vì tiến hành các bước đột phá. Về tài lộc, tài lộc trong ngày này không thuận lợi. Những cô bác đang kinh doanh nên thận trọng với các quyết định đầu tư, mở rộng kinh doanh, vì ngày 11 âm lịch có thể mang lại những rủi ro về tiền bạc, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà cô bác chưa có kinh nghiệm hoặc thiếu sự chuẩn bị kỹ càng. Nếu có thể, nên tạm dừng các hoạt động đầu tư lớn và dành thời gian để tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Về gia đạo, ngày 11 âm lịch cũng là ngày dễ xảy ra những xung đột nhỏ giữa các thành viên. Những mối quan hệ giữa cô bác và con cháu có thể gặp chút trắc trở do sự khác biệt trong cách nhìn nhận cuộc sống. Đây là thời điểm mà sự nhẫn nhịn và thấu hiểu sẽ giúp duy trì hòa khí trong gia đình. Nếu có thể, cô bác nên tránh thảo luận các vấn đề quan trọng. Thay vào đó, hãy dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác trong ngày 11 âm lịch có thể không ổn định, đặc biệt là đối với những ai có tiền sử bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc huyết áp. Việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tránh các món ăn nhiều dầu mỡ và đồ ăn cay nóng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của cô bác trong giai đoạn này. Đồng thời, cô bác cần chú ý đến giấc ngủ, tránh thức khuya và giữ cho tinh thần thoải mái. Ngày 23 tháng 10 âm lịch là ngày xấu, tức ngày 23 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Tân Mão, hắc đạo trực định, không thuận lợi để thực hiện những dự định quan trọng. Dễ gặp khó khăn về sự nghiệp và sức khỏe. Về sự nghiệp, ngày 23 âm lịch là một ngày mà cô bác tuổi Đinh Dậu cần cẩn trọng trong mọi quyết định liên quan đến công việc. Những cô bác vẫn đang tham gia công việc có thể gặp phải khó khăn và trở ngại không mong muốn, làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả công việc. Đây không phải là thời điểm tốt để tiến hành những cuộc họp quan trọng hoặc ký kết hợp đồng. Cô bác nên hạn chế các quyết định mang tính chất bước ngoặt và tìm cách hoàn thiện những nhiệm vụ còn tồn đọng. Nếu cảm thấy bối rối hoặc thiếu tự tin trong công việc, hãy tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp hoặc cấp trên để có thêm góc nhìn và hướng giải quyết. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, ngày này có thể mang lại cảm giác bức bối hoặc thiếu hài lòng với những hoạt động hiện tại. Có thể sẽ xuất hiện những sự cố trong việc quản lý tài chính cá nhân hoặc dự án mà cô bác đang tham gia. Lời khuyên dành cho các cô bác là nên giữ tinh thần lạc quan và tìm cách giải quyết các vấn đề một cách khéo léo, tránh để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Về tài lộc, ngày 23 âm lịch tài lộc không được thuận lợi, cô bác cần chú ý hơn trong việc quản lý tài chính, tránh những giao dịch lớn hoặc đầu tư không chắc chắn. Ngày này không thích hợp cho các quyết định tài chính quan trọng, bởi rất dễ xảy ra rủi ro hoặc những mất mát không đáng có. Nếu có những khoản thu nhập từ đầu tư hoặc công việc, cô bác nên kiểm tra kỹ lưỡng và đừng để cảm xúc dẫn dắt quyết định tài chính. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính có thể gặp khó khăn, các khoản trợ cấp hoặc nguồn thu nhập từ con cháu có thể không ổn định. Lời khuyên là cô bác lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh xa những cám dỗ mua sắm không cần thiết trong giai đoạn này. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn và kiểm soát tài chính là chìa khóa để vượt qua những khó khăn này. Về gia đạo, ngày 23 âm lịch cũng có thể gây ra những căng thẳng trong gia đình. Những cuộc tranh cãi nhỏ có thể xảy ra giữa các thành viên, đặc biệt là giữa cô bác với con cháu. Những bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy và chăm sóc có thể khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Do đó, cô bác cần tránh đưa ra những lời chỉ trích hoặc áp đặt quan điểm của mình.
Thay vào đó, hãy khuyến khích việc lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất. Nếu có thể, hãy dành thời gian thư giãn cùng gia đình, tham gia các hoạt động chung để cải thiện bầu không khí trong gia đình. Những buổi trò chuyện cởi mở, chân thành có thể giúp xoa dịu những căng thẳng, tạo nên sự gần gũi và gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác tuổi Đinh Dậu cần được chú ý trong ngày này. Đây có thể là ngày dễ gặp phải những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý như căng thẳng, lo âu. Những người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp cũng nên cẩn trọng vì dễ xảy ra tình trạng căng thẳng, làm tăng huyết áp. Hãy nhớ rằng, việc giữ tinh thần thoải mái, lạc quan là rất quan trọng. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Ngoài ra, cô bác nên chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, tránh xa những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Việc duy trì lối sống lành mạnh không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn cải thiện tâm trạng, giúp tinh thần thoải mái hơn. Quý cô bác tuổi Đinh Dậu sinh 1957 thân mến, bên cạnh việc biết trước được những ngày tốt xấu trong tháng 10 âm lịch 2024, cô bác cũng nên quan sát kỹ xung quanh mình xem có xảy ra những hiện tượng sau đây hay không, vì nó chính là những dấu hiệu cảnh báo xấu cho tài vận và gia đạo của quý cô bác trong tháng 10 âm lịch. Cô bác hãy cùng theo dõi ngay những dấu hiệu tâm linh cảnh báo xấu cho con giáp tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Các cô bác đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, do đó cần phải tinh tế và nhạy cảm với những dấu hiệu tâm linh xung quanh. Những dấu hiệu này không chỉ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp, tài vận, gia đạo và sức khỏe, mà còn có thể là những thông điệp từ vũ trụ nhắc nhở các cô bác cần phải chú ý và điều chỉnh cuộc sống. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo có thể ảnh hưởng đến các lĩnh vực này, giúp các cô bác nhận diện và chủ động phòng tránh. Về sự nghiệp, những dấu hiệu cảnh báo khó khăn, nỗi lo thường trực. Nếu cảm thấy thường xuyên lo lắng hoặc bất an về công việc, đây có thể là dấu hiệu cho thấy có điều gì không ổn đang diễn ra. Những cô bác còn đi làm có thể cảm thấy mệt mỏi và áp lực hơn bao giờ hết. Cảm giác này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn đến hiệu suất làm việc. Hãy tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Có thể bạn sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp với đồng nghiệp hoặc cấp trên, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Nỗi lo về công việc có thể làm bạn mất tự tin, ảnh hưởng đến quyết định của bản thân. Những giấc mơ kỳ lạ, các giấc mơ về việc thất bại, mất việc hoặc gặp phải những tình huống xấu trong công việc cũng có thể là dấu hiệu tâm linh cảnh báo. Nếu những giấc mơ này xuất hiện liên tục, hãy coi đó là lời nhắc nhở để cô bác tập trung hơn vào công việc và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác. Những giấc mơ có thể là tiếng gọi từ nội tâm, nhắc nhở bạn về những lo lắng chưa được giải quyết trong công việc. Những dấu hiệu bất ngờ trong công việc. Nếu đột nhiên nhận thấy nhiều sự cố trong công việc như hỏng hóc máy móc, nhầm lẫn trong dự án hoặc các cuộc họp bị hoãn lại liên tục, đây có thể là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không thuận lợi đang đến gần. Những sự cố nhỏ tưởng chừng không quan trọng lại có thể là dấu hiệu của sự bất ổn lớn hơn. Hãy cẩn trọng trong từng bước đi, đồng thời chủ động giải quyết các vấn đề ngay khi chúng nảy sinh. Về tài vận, các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tài chính. Tiền bạc thất thoát. Nếu cảm thấy tiền bạc của mình tự dưng biến mất mà không rõ lý do hoặc thường xuyên gặp phải các vấn đề về tài chính, có thể đây là dấu hiệu cho thấy có một nguồn năng lượng xấu đang ảnh hưởng đến tài vận của bạn. Những người có thói quen tiêu xài phung phí hoặc không kiểm soát được tài chính sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý chi tiêu. Cần tỉnh táo và xem xét lại những thói quen tài chính của bản thân, cũng như tránh xa những món đồ không cần thiết. Khó khăn trong việc tiết kiệm. Nếu cô bác cảm thấy rất khó khăn trong việc tích lũy tài sản hoặc các khoản đầu tư không đem lại lợi nhuận như mong đợi, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cần xem xét lại các quyết định tài chính. Có thể có ai đó đang ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính của bạn hoặc bạn cần phải điều chỉnh cách quản lý tài chính cá nhân. Tốt nhất, hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính trước khi đưa ra các quyết định quan trọng. Cảm giác bất an về tài chính. Nếu cảm thấy thường xuyên lo lắng về tài chính, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong một chu kỳ xấu. Cảm giác này có thể xuất phát từ việc không đủ tài chính để trang trải cuộc sống hàng ngày hoặc từ những gánh nặng mà bạn đang phải gánh vác. Đây là lúc cần kiểm soát cảm xúc và xem xét lại cách tiêu dùng của bản thân. Hãy lập kế hoạch chi tiêu hợp lý và tạo ra một quỹ dự phòng cho những tình huống khẩn cấp. Về sức khỏe, những dấu hiệu cảnh báo tâm linh.
cảm giác mệt mỏi thường xuyên. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi không rõ nguyên nhân, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị ảnh hưởng bởi năng lượng xấu. Việc này có thể xảy ra khi bạn chịu áp lực lớn từ công việc hoặc gia đình, dẫn đến tình trạng kiệt sức. Bạn cần chú ý đến chế độ nghỉ ngơi, tránh để áp lực làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Dành thời gian cho những hoạt động thư giãn như thiền, yoga hay đi dạo để giải tỏa căng thẳng. Các triệu chứng kỳ lạ. Nếu đột nhiên gặp phải các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt hoặc các vấn đề tiêu hóa mà không rõ nguyên nhân, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang phản ứng với các yếu tố bên ngoài. Nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề. Nếu cần thiết, hãy tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu cảm thấy sức khỏe không ổn định, sự mất cân bằng trong cảm xúc, nếu cảm thấy thường xuyên bất ổn về tâm lý, dễ nổi nóng hoặc thường xuyên lo âu, hãy chú ý đến các dấu hiệu này. Những cảm xúc tiêu cực này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Hãy thực hành các phương pháp thư giãn như nghe nhạc, đọc sách hoặc tham gia các hoạt động nghệ thuật để cải thiện tâm trạng. Nếu cảm thấy cần thiết, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý để có hướng giải quyết hợp lý. Những dấu hiệu tâm linh cảnh báo trên đây là những yếu tố mà tuổi Đinh Dậu sinh 1957 cần lưu tâm bằng việc chú ý và lắng nghe những thông điệp từ vũ trụ. Các cô bác có thể điều chỉnh cuộc sống, từ đó vượt qua những khó khăn và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Hãy luôn tin tưởng vào trực giác của mình và tìm kiếm những cách tích cực để vượt qua thử thách. Mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu chúng ta biết lắng nghe bản thân và điều chỉnh cuộc sống một cách khéo léo. Về gia đạo, những dấu hiệu cảnh báo xung đột trong gia đình. Căng thẳng trong mối quan hệ. Nếu nhận thấy mối quan hệ với các thành viên trong gia đình trở nên căng thẳng hoặc thường xuyên xảy ra tranh cãi, đây có thể là dấu hiệu cho thấy có điều gì không ổn đang ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong gia đình. Những mâu thuẫn nhỏ có thể bùng phát thành những cuộc cãi vã lớn. Nếu không được giải quyết kịp thời, hãy cố gắng lắng nghe ý kiến của người khác và chia sẻ cảm xúc của mình một cách chân thành. Giấc mơ về người đã khuất. Những giấc mơ gặp lại người đã khuất có thể là dấu hiệu cảnh báo về mối quan hệ trong gia đình. Họ có thể đang muốn nhắn gửi một thông điệp nào đó về tình cảm gia đình, nhắc nhở về việc duy trì sự hòa thuận. Những giấc mơ này có thể xuất hiện vào những lúc bạn đang gặp khó khăn trong việc kết nối với các thành viên trong gia đình. Hãy dành thời gian để trò chuyện với họ và thể hiện sự quan tâm. Các sự cố xảy ra liên tiếp. Nếu liên tục gặp phải các sự cố nhỏ trong gia đình như hỏng hóc thiết bị, thú cưng đau ốm hoặc các tình huống không mong muốn xảy ra, có thể đây là dấu hiệu dịu cho thấy cần phải chăm sóc và quan tâm đến gia đình hơn. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, mà còn có thể làm suy giảm tinh thần của các thành viên trong gia đình. Hãy tổ chức những buổi gặp gỡ, trò chuyện để hàn gắn và xây dựng sự kết nối trong gia đình. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Đinh Dậu sinh 1957 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này đã đặt niềm tin vào nhau. Họ kết hợp khá ăn ý, họ cùng tiết kiệm và cùng nhau xây dựng. Bình thường, tuổi Tý rất hào phóng và tiêu tiền khá mạnh tay. Nhưng trong kinh doanh, người tuổi này rất biết tính toán. Điều này làm tuổi Đinh Dậu tâm phục khẩu phục. Vì vậy, họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Sửu. Hai tuổi này đều khá thận trọng trong cách tiếp cận sống. Hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Đinh Dậu và tuổi Sửu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh. Khi đó, tuổi Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Đinh Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Dần. Nếu tuổi Đinh Dậu và tuổi Dần là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với nhau khá tốt trong lĩnh vực này. Tuổi Dần đánh giá cao tuổi Đinh Dậu về những nỗ lực cải thiện công việc và năng lực làm việc, khiến tuổi Dần không thể phàn nàn. Người tuổi Đinh Dậu thì vui vẻ để tuổi Dần đứng ở vị trí dẫn đầu và tình nguyện làm hậu phương vững chắc. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Mão. Trong kinh doanh,
tuổi Đinh Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Mão, vì người tuổi Đinh Dậu cho rằng người tuổi Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Đinh Dậu sẽ là người chủ động việc, công việc tại cơ quan, còn tuổi Mão thì khá thụ động và đi chịch những mong muốn của tuổi Đinh Dậu. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Thìn. Khi tuổi Đinh Dậu và tuổi Thìn cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn của tuổi Thìn và sự sáng tạo, đức tính cần mẫn, tỉ mỉ của tuổi Đinh Dậu. Tuổi Thìn chính là người sẽ mang những điều bất ngờ về tiền bạc và nguồn khách hàng rồi rào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Tuổi Đinh Dậu sẽ là hậu phương vững chắc, lập kế hoạch và quản lý tài chính. Cả hai con giáp này đều trung thực nên họ rất tin tưởng lẫn nhau và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự thịnh vượng và phát triển. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Tỵ. Khi tuổi Đinh Dậu và tuổi Tỵ là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng và có trật tự. Người tuổi Đinh Dậu hay chú ý đến tiểu tiết, có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Đinh Dậu còn giúp công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả tuổi Đinh Dậu và tuổi Tỵ đều thích những phương thức thực tế, ít mạo hiểm hơn là các phương thức mới có tính rủi ro cao. Bởi vậy, có thể nói rằng hai hành tinh này khá đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Ngọ. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này sẽ chọn công việc chiều theo lợi ích của tuổi Ngọ. Tuổi Đinh Dậu có khả năng quản lý tài chính. Sự thông minh vốn khiến người tuổi Đinh Dậu rất ít khi tính toán sai. Hơn nữa, người tuổi Đinh Dậu khá bảo thủ, thích mặc cả. Đây chính là yếu tố rất quan trọng để tránh rủi ro trong kinh doanh. Trong khi đó, khi có hứng thì tuổi Ngọ làm việc rất chăm chỉ và phát huy được tiềm năng. Điều này làm tuổi Đinh Dậu rất ngạc nhiên và hài lòng. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Mùi. Hai tuổi này có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn. Tuổi Đinh Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn tuổi Mùi có thể đưa những ý tưởng, sáng kiến hay trong kinh doanh. Tuổi Mùi khá may mắn, còn tuổi Đinh Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh, hai hành tinh này lại khá ăn ý với nhau. Những vấn đề cơ bản trong công ty nên để tuổi Thân làm người đảm nhiệm. Điều này sẽ giúp tuổi Thân thỏa mãn mong muốn được trở thành người đứng đầu và vận dụng hiệu quả sự khéo léo của mình cho công việc. Tuổi Đinh Dậu nên quản lý bên cạnh, sử dụng đầu óc thông minh của mình vào việc quản lý tài chính và ngăn cản tuổi Thân đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Dậu. Có thể nói, nếu là đối tác kinh doanh thì hai người tuổi Dậu sẽ đảm nhiệm vai trò tốt hơn hẳn những vai trò khác. Bởi cùng làm việc với nhau, tuổi Đinh Dậu có thể tận dụng những lợi thế của mình. Tuổi Đinh Dậu vốn thực tế, kiên nhẫn và cẩn thận. Bởi vậy, vấn đề tài chính trong kinh doanh của họ sẽ được đảm bảo rất tốt. Tuy tập thể chung của họ không phát triển với tốc độ lớn vì họ vốn không ưa mạo hiểm, nhưng vì tài chính đảm bảo nên chuyện làm ăn sẽ không ngừng lớn mạnh. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Đinh Dậu và tuổi Tuất kết hợp ăn ý hơn ở các lĩnh vực khác. Cả hai con giáp này đều làm việc chăm chỉ và có kỹ năng kinh doanh. Tuổi Đinh Dậu cẩn thận nên rất phù hợp với lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, người tuổi Đinh Dậu cũng ít khi tham gia vào các công việc quá mạo hiểm. Tuổi Tuất thì lại là người rất đáng tin cậy, rất đáng để tuổi Đinh Dậu đặt niềm tin. Hơn thế nữa, tài ngoại giao của tuổi Tuất sẽ giúp cho công việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển vươn xa. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Hợi. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Đinh Dậu và tuổi Hợi sẽ thành công hơn ở các mối quan hệ khác, bởi họ sẽ tận dụng rất tốt những điểm mạnh của mình. Tuổi Đinh Dậu sẽ đảm nhiệm việc tỉ mỉ hoặc liên quan đến tài chính. Tuổi Hợi vốn chăm chỉ và định hướng tốt nên rất phù hợp với việc tiến hành các kế hoạch mà tuổi Đinh Dậu đã lập. Bên cạnh đó, tuổi Hợi sẽ đảm nhiệm cả những nhiệm vụ liên quan đến khách hàng, bởi ở lĩnh vực này, tuổi Hợi có khả năng làm tốt hơn tuổi Đinh Dậu. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.